La 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 la. Có những khát khao khi quê hương đổi thay, đạo Phật hôm nay đang đổi mới từng ngày. Bên những con người từng hồng dương tranh pháp, nhưng vẫn cho đời bao khát vọng tương lai. Phật giáo hôm nay đang khao khát xây đời, tuổi trẻ hôm nay luôn có những con người đến với đạo vàng hình hòa chung nhịp sống, nhưng vẫn ngày ngày giữ xây cho quê hương. Mừng đại lễ Visa đã về, mừng Việt Nam ta vui sướng tràn trề, thiên thà hòa cùng thế giới chào mừng Đức Phật đáng sanh. Mừng đại lễ Visa đã về, mừng Việt Nam ta vui sướng tràn trề, chúng con một lòng quy y chào mừng Đức Phật đáng sanh. Quê hương đổi thay, đạo Phật hôm nay đang đổi mới. Yeah.
chịu nhiều thống khổ, khổ vì muốn nhưng không thể có được, khổ vì mưu cầu danh lợi nhưng chẳng thể bền lâu, khổ vì yêu nhưng không thể bên cạnh, khổ vì nhớ nhưng không thể gần, khổ vì bệnh, khổ vì con cái, cha mẹ, vợ chồng, nghiệp vay trả trong vòng luân hồi không dứt của mình, nhưng cuối cùng rồi ai cũng phải một mình rời khỏi thế gian này với sự sợ hãi tột cùng. Quán xét chúng sinh trong vòng luân hồi vô tận dài không dứt, với vô vàn những nỗi thống khổ trên thế gian này, chư Phật đã rơi một dòng nước mắt và hóa thành Đức Đại Bi Quan Âm với lòng từ bi vô hạn. Ngài đã phát thệ nguyện lớn rằng nơi nào chúng sinh có nỗi thống khổ, chỉ cần thành tâm niệm 6 chữ Om Mani Padme Hum, nơi đó sẽ nhận được sự ban phước gia trì của chư Phật. Tịnh hóa nghiệp xấu, năng lượng của thường trú sẽ xua đi những điều xấu ác, mang lại nhiều an vui, lợi lạc, hạnh phúc và mọi điều như ý cho chúng sinh. Vào lúc mất đi, chính 6 chữ này sẽ đóng 6 cánh cửa của vòng luân hồi dài vô tận, đưa chúng ta về cõi tịnh độ cực lạc của Đức A Di Đà. Về miền Đức Phật, về Đức Phật A Di Đà, đón mình về miền cực lạc đúng không? Có ai muốn xua chết một số địa ngục không ạ? Có ai muốn không? Đúng không? Bài hát rất là ý nghĩa. Nên chúng ta muốn về miền cực lạc thì chúng ta phải tu, chúng ta phải tạo phước, chúng ta phải tu và chúng ta phải tạo phước lên nhiều phước thì chúng ta khi mà chúng ta chết đi thì chúng ta mới được về miền cực lạc, không được đọa địa ngục, không bị đọa địa ngục nha quý vị. Thái thì đã quy y 10 năm nay rồi, có pháp gia là Quảng Minh và đã thọ giới Bồ Tát rồi. Và cũng thường xuyên tụng kinh niệm Phật mỗi buổi sáng, ngày nào cũng dành 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ để tụng kinh niệm Phật, để mình được phước và làm việc thiện rất là nhiều, như là hát chùa, xây chùa, kinh kinh tặc tượng, đúc chuông, rồi làm việc bố thí, phóng sanh. Nói chung là tất cả những gì có thể phước làm thiện là thấy xuất phát liền, thấy đi liền, ở đâu có cần thì giúp đỡ là ở đó có Dương Cục Thái. Dạ, nên quý vị cố gắng, của chúng ta có ít thì chúng ta cho ít, chúng ta có nhiều, chúng ta có nhiều, cho nhiều. Không có thì chúng ta vô chùa làm công quả, hay là chúng ta đi làm công quả cũng được phước. Nên chúng ta cố gắng, ngoài chưa ai chưa quy y, chưa tu tập, thì chúng ta cố gắng đến chùa nào gần nhất, thầy nào mình thích, thì mình đến xin thầy quy y và có tên Phật tử. Thì khi mình chết đi, mình xuống ở cũ thì có tên Phật tử thì để được Phật trước. Còn nếu không có tên Phật thì bị đọa địa ngục cho quý vị nha. Nhớ nha, rồi rất nhiều. Bây giờ hát nữa.